Xin giới thiệu với các bạn, đây là cây chẳm tưng. Theo ngôn ngữ của gôn thì cây này là ngọn nó ăn rất là ngon, nhưng phải ngọn non cơ. Đây, ăn rất là ngọt. Trông của nó, ồ, thế thì họ của nó chắc là giống họ cây mua. Lá rất là giống luôn, nhưng mà không phải cây mua. Nhưng mà nên nhớ cây này một trong cây rừng ăn được, nhưng mà chỉ ăn lá non thôi nha. Ăn ngọn, ăn ngọn, ăn ngọn, xin lỗi. Ăn ngọn non nha. Ok. Trên này lại có rừng thảo quả này. Mút ngàn rừng thảo quả. Và đây là một cái gốc cây rất to. Gốc cây này có thể ngồi nghỉ ngơi tán phép. Ủa, đẹp thế. Đẹp thật. Ủa, cây này nó gãy ngọn luôn rồi. Bạn có tin được không, một con bé nói là một poster tôi đang hái rau và đang húi sáo không? Rau rừng, mai sẽ được ăn. Nó quay lại nó cười. Thì nó phát hiện ra anh chị đang nhìn châm trò với nó. Vì một bữa sáng có rau chua. Ờ, rau chua rừng. Tiêu rừng. Hả? Tiêu á? Rau tiêu rừng. Anh không phải lấy rau lúc nãy à? Không phải cái rau lúc nãy, anh Hưng giới thiệu à? Không. À thế à? Anh giới thiệu này. À, chẩm gì nhỉ? Là cái lá này này. À, xa quá tôi không nhìn thấy. Thôi để tí nữa này. Đang hái rau chua rừng. Tiêu rừng. À, rau tiêu rừng. Là cái loại thứ hai có thể ăn được trong cái rừng này. Ngoài cái rau nõi tôi giới thiệu. Mọc xung quanh vườn thảo, rừng thảo quả này. Mọc xen kẽ giữa cái vườn thảo quả này. Thôi cho đứa em nó hái rau tự nhiên nhé. Hái sáo tự nhiên.